Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Việt Nam Sport ngày 24 tháng 10 năm 2023. Ngay sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chốt thời điểm chia tay đội tuyển nữ Việt Nam. Tôi không thể cứ làm mãi được, đã đến lúc tôi cần nghỉ ngơi rồi. Tôi quyết định sau khi hết hợp đồng cho năm nay, tôi sẽ nghỉ ngơi. Đó là những chia sẻ mới nhất của huấn luyện viên Mai Đức Chung vào sáng ngày 23 tháng 10. Và hợp đồng hiện tại giữa huấn luyện viên Mai Đức Chung và Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thời hạn đúng đến cuối năm 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam đang tập trung để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nằm ở bảng C với chủ nhà Uzbekistan, Ấn Độ và Nhật Bản. Như vậy, ở vòng loại Olympic Paris 2024, đây có thể coi là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Mai Đức Chung mà ông dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam. Chia sẻ với người kế nhiệm huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng, chuyên gia người Nhật Bản ông Akira Izuri, người có khả năng sẽ trở thành thuyền trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam. Ông Izuri sang Việt Nam từ năm 2019 và đang làm việc với các đội trẻ từ U16 cho đến U20 nữ Việt Nam. Chuyên gia người Nhật Bản đã có nhiều năm đào tạo, huấn luyện các cầu thủ trẻ. Ông ấy cũng am hiểu văn hóa Việt Nam. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, đây cũng là một yếu tố rất thuận lợi. Chúng ta sẽ không đi thuê một huấn luyện viên nước ngoài mà họ không hiểu văn hóa Việt Nam. Tôi nghĩ đó cũng là điều tốt cho bóng đá nữ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung sinh năm 1951 tại Hà Nội. Ông bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ năm 1984 với đội trẻ của Tổng cục Đường sắt. Trải qua gần 40 năm cầm quân, huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt nhiều đội bóng từ câu lạc bộ cho tới đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý nhất là 4 lần gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam nhiều lần vô địch SEA Games. Đỉnh cao trong sự nghiệp của huấn luyện viên Mai Đức Chung với đội tuyển nữ Việt Nam đến vào đầu năm 2022. Sau là trận playoff quyết định suất thứ 5 tham dự World Cup 2023 tại Cúp bóng đá nữ châu Á 2022, đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông đã xuất sắc giành được tấm vé lịch sử đến với World Cup nữ ở New Zealand và Australia. 8 cầu thủ Việt Nam xuất ngoại sang Nhật Bản. VFF đang có những kế hoạch đầu tư rất mạnh mẽ cho công tác đào tạo trẻ. Mới đây, VFF đã kết hợp với Liên đoàn bóng đá Nhật Bản để đưa những cầu thủ trẻ sang J-League tập huấn. Cụ thể thì 8 cầu thủ trẻ đầy triển vọng có cơ hội quý báu để có thể sang Nhật bao gồm Vi Đình Thượng, Nguyễn Lương Tuấn Khải của Huế, Nguyễn Quốc Khánh của PVF, Lê Đình Long Vũ, Phạm Nguyễn Quốc Trung của Sông Nghệ An, Đặng Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Nam của Viettel, Nguyễn Thiên Phú của Hà Nội. Những gương mặt ưu tú này sẽ có quãng 10 ngày được tập luyện, học hỏi trong môi trường bóng đá đào tạo trẻ ở một loạt các câu lạc bộ J-League như Jubilo Iwata, Yokohama. Phía Nhật Bản sẽ lựa chọn các câu lạc bộ phù hợp với từng nhóm cầu thủ, ví dụ như nhóm cầu thủ Đình Thượng, Tuấn Khải và Quốc Khánh sinh hoạt ở Jubilo Iwata từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11. 8 cầu thủ trên đều sẽ có mặt trong thành phần của U17 Việt Nam chinh chiến ở giải U17 châu Á và vừa cùng U18 Việt Nam thể hiện khá tốt tại giải U18 Sun Cup gần đây. Đoàn quân của Lưu Anh Tuấn đã nhận cả 3 thất bại trước các đội bóng mạnh U18 Maroc 05, U18 Ukraine 23 và U18 Hàn Quốc 02. Dù vậy, những gì mà U18 Việt Nam trình diễn là rất có tiềm năng. Cầu thủ Lê Đình Long Vũ thậm chí còn là top 60 gương mặt trẻ tiềm năng nhất thế giới, theo đánh giá của tờ báo nổi tiếng The Guardian. VFF lựa chọn sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ khởi đầu vào loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á bằng chuyến làm khách đến đất Philippines. Phải đến lượt trận thứ hai, thầy trò huấn luyện viên Chu Xie mới trở về sân nhà để tiếp đón đối thủ mạnh nhất bảng F, đó là đội tuyển Iraq. Mới nhất, VFF đã quyết định chọn sân Mỹ Đình làm sân nhà của đội tuyển Việt Nam ở cả 3 trận đấu vòng loại 2 World Cup 2026. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ký hợp đồng với khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình thuê sân với mức giá là 800 triệu đồng cho một trận, bằng với kỳ AFF 2022. Đáng chú ý, đây cũng sẽ là lần đầu tiên kể từ khi huấn luyện viên Chu Xie dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, chỉ đưa ra người Pháp sẽ được trải nghiệm bầu không khí tại sân động Mỹ Đình. Trước đó, trong hai dịp FIFA Day vào tháng 6 và tháng 9, những chiến binh sao vàng chúng ta đều không chọn Mỹ Đình làm sân nhà. Trước đó, sân vận động Mỹ Đình đã bị phản ánh về tình trạng xuống cấp, đặc biệt là ở mặt cỏ và các phòng chức năng. Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam thi đấu tại đây đó là trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 gặp Thái Lan. Vừa qua, câu lạc bộ Hà Nội cũng đã thuê sân hàng đẫy để đá AFC Champions League. Nhưng trước hết, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện với khó khăn ở trận làm khách đầu tiên gặp đội tuyển Philippines. Đây là trận đấu sẽ diễn ra trên mặt sân là mặt cỏ nhân tạo đã được FIFA cấp phép. Tuy nhiên, điều này chắc chắn sẽ gây ra không ít những khó khăn cho đội tuyển Việt Nam khi lối chơi của thầy trò huấn luyện viên Chu Xie thiên về kiểm soát bóng và hiện đã quen với mặt cỏ tự nhiên. Huấn luyện viên Hà Nội tuyên bố câu lạc bộ Hà Nội sẵn sàng đánh bại nhà vô địch Trung Quốc. Trước trận đấu đối đầu với câu lạc bộ Wuhan Thủy Thảo tại AFC Champions League mùa giải 2023-2024, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn
cùng các cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội thể hiện sự tự tin và quyết tâm rất cao. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày hôm nay. Phát biểu trong buổi báo trước trận đấu, huấn luyện viên tạm quyền Đức Tuấn cho biết: "Chúng tôi đến đây với tinh thần làm sao để cố gắng thể hiện năng lực chuyên môn của câu lạc bộ Hà Nội. Hà Nội tôn trọng Vũ Hán Tam Trấn và sẽ cố gắng cống hiến cho khán giả một trận đấu hay nhất." Trong khi đó thì tiền vệ trung tâm Đỗ Hồng Dũng cho biết: "Đây là trận đấu thứ 3 của câu lạc bộ tại FC Champions League mùa giải này. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu với Vũ Hán Tam Trấn. Qua hai trận đấu vừa rồi, mặc dù không có được những kết quả tốt, nhưng toàn đội đã rút ra được những kinh nghiệm quý báu ở đấu trường FC Champions League. Chúng tôi sẽ cố gắng để giành được kết quả tốt nhất ở trận đấu này." Như tôi được biết, Vũ Hán Tam Trấn có 3-4 cầu thủ là tuyển thủ quốc gia Trung Quốc. Tôi nghĩ trận đấu sẽ rất khó khăn. Vũ Hán Tam Trấn cũng chơi sơ đồ và hậu vệ giống như đội tuyển Trung Quốc. Tuy nhiên, họ có những cầu thủ ngoại binh rất chất lượng, nên chúng tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều mới có thể giành được những điểm số đầu tiên tại FC Champions League. Thưa quý vị, phát biểu của Đỗ Dũng cũng đã kết thúc cho bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Vietnam Sport News, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục của chúng tôi về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Vietnam Sport News. Cái gì nó đến nó cũng phải đến thôi, không thể làm mãi được, hoặc một cái chức vụ gì cũng như vậy. Tôi nghĩ là cũng có thể còn phải để che nó già thì măng sẽ mọc. Thế và tôi nghĩ là tôi cũng đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Thế và tôi quyết định là hết cái năm nay, hết hợp đồng tôi sẽ nghỉ ngơi. Vâng, một cái thuận tiện nữa là một chuyên gia của Nhật ở đây thì cũng đã huấn luyện đội tuyển trẻ chúng ta rất là nhiều năm rồi. Thế và đào tạo vận viên trẻ của chúng ta rất là nhiều năm rồi. Tôi nghĩ chắc là cũng có sẽ hiểu được cái nền văn hóa rồi cái sinh hoạt của người Việt Nam chúng ta. Tôi nghĩ là như vậy. Với hai là cũng có một chuyên môn phải nói là như vậy. Thì đấy là một cái thuận tiện nhất. Chúng ta không phải đi thuê ở nước ngoài ở tận đâu đâu ấy, mà về thì lại chưa nắm vững được cái cách sinh hoạt văn hóa của chúng ta. Đấy là một cái rất là thiệt thòi. Và tôi nghĩ là đấy là những cái mà tốt nhất cho bóng đá nữ chúng ta. Có thể là cái giải này là cái giải cuối cùng của tôi trong với đội tuyển. Và hôm nay chúng tôi cũng nói thẳng với tất cả mọi truyền thông của trong nước và nước ngoài để biết. Tôi cũng làm rất là lâu năm rồi. Tôi muốn để vận viên khác hoặc một huấn luyện viên khác lên thay thế làm sẽ tốt hơn tôi. Tôi vừa qua thì cũng đã làm nhiều năm với các bạn và gặp rất nhiều may mắn rồi. Và có sự hỗ trợ giúp đỡ của tất cả toàn đội và đặc biệt của tất cả các câu lạc bộ đã đưa người lên trên đội tuyển này để cho chúng tôi thi đấu. Và hỗ trợ giúp đỡ tôi và đặc biệt là những lãnh đạo của bộ, của cục, của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã hỗ trợ trong tôi với tôi trong rất nhiều năm qua và đặc biệt là cái truyền thông báo chí. Và mặc dù là không trực tiếp nhưng là qua những cái hình ảnh, qua những cái lời nói động viên tôi, động viên đội rất là nhiều để chúng tôi đạt được cái thành tích như vừa qua.